Quân đội Thái Lan khẳng định luật pháp sẽ được thực thi để giữ hòa bình và trật tự, tin từ Bangkok. Quân đội Thái Lan hôm nay đã tuyên bố luật pháp phải được thực thi để bảo đảm hòa bình và trật tự và khẳng định thủ tục tư pháp tại tòa án quân sự trong thời gian thiết quân luật được áp đặt cũng giống như một tòa án dân sự. Kể từ khi cướp chính quyền vào ngày 22 tháng 5, quân đội Thái Lan đã bắt giữ hơn 200 người, trong đó có cựu thủ tướng Sinluk Sinawatra, lãnh đạo biểu tình chống chính phủ ông Suthep Thosuvan và các lãnh đạo của phe áo đỏ. Mặc dù hiện nay hầu hết đã được trả tự do, nhưng họ phải báo cho quân đội nơi ở và kế hoạch đi lại của họ, cũng như đã phải hứa là sẽ không tổ chức các cuộc biểu tình. Quân đội đã áp đặt thiết quân luật và cấm các cuộc tụ họp hơn 5 người nhằm chấm dứt các cuộc biểu tình đã kéo dài nhiều tháng, đã gây thiệt hại cho nền kinh tế lớn thứ hai Đông Nam Á và tạo lo ngại dẫn đến hỗn loạn. Quân đội nói rằng, trong thời gian thiết quân luật được áp đặt, tất cả các vụ án hình sự sẽ được xét xử tại tòa án quân sự, nhưng các thủ tục pháp lý vẫn được giữ nguyên như của một tòa án dân sự. Tuy nhiên, sẽ chỉ được xét xử một lần, không có kháng cáo. Giới cầm quyền quân sự không có dấu hiệu muốn nhanh chóng phục hồi nền dân chủ, bất chấp những kêu gọi từ Hoa Kỳ và các đồng minh khác. Tướng Prayut Chan-o-cha đã nói cần phải có những cải cách sâu rộng trước khi một cuộc bầu cử có thể được tổ chức. Bất chấp thiết quân luật và lệnh cấm tụ tập, những cuộc biểu tình nhỏ, ôn hòa, chống lại đảo chánh đã được tổ chức hàng ngày tại Bangkok. Và trên phương tiện truyền thông xã hội, các nhà hoạt động đang kêu gọi người dân đông đảo xuống đường vào cuối tuần này để phản đối đảo chánh. Một phát ngôn viên của quân đội hôm nay nói rằng chính quyền đang cẩn thận kiểm tra Internet về các kế hoạch biểu tình.